Quá em đang chào bán một tòa nhà 6 tầng Có diện tích là 140 mét vuông Giá 34 tỷ Tại phố Đào Tấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội Tòa nhà này thì là căn góc Ba mặt ngõ ô tô dừng đỗ ngày đêm quý anh chị nhé Điều đặc biệt nữa là Tòa nhà này nằm ngay cạnh Lotte, khách sạn Dai U Gần quận Ủy, Ba Đình Đi mấy phút thì ra đến Hồ Tây và gần ngay với lại Đại sứ quán Úc, Đại sứ quán Nhật. Khu phố này thì là khu phố có rất nhiều người nước ngoài làm việc và sinh sống tại đây. Hiện tại khu phố này thì là khu phố mà xây rất nhiều các tòa căn hộ dịch vụ cho người nước ngoài thuê và tòa văn phòng hạng A. Sổ đỏ chính chủ. Quý anh chị quan tâm thì vui lòng liên hệ với Bất Động Sản Đất Lộc 24 giờ. Số hotline là 035 221 6868 để biết thêm thông tin chi tiết về tòa nhà nói trên em xin chân thành cảm ơn quý anh chị